rồi để cái bình chọn là trên nhé DIG giá gì giá bây giờ mua giữ dài hạn được không à giữ dài hạn đây giữ dài hạn được không À, cái vấn đề giữ dài hạn ở đây là nó rất là khó bởi vì giữ dài hạn ví dụ như là nào? 6 tháng một năm hai năm hay là lúc nào có lãi thì bán à cái là đấy nó khó Cái dài hạn cái từ dài hạn là rất khó vì thế nên là nó 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 nó, nó phải rõ dài là bao nhiêu tháng ví dụ quan điểm của em mình đối với cổ phiếu đích này thì hiện tại bây giờ là nó đang có phản ứng với cái cản ở khu vực vùng 24 mươi chấm chấm năm cản khu vực này từ chấm năm mà cái cản này là chúng ta thấy là cái cái nhịp này là có ba cái cản trên này một cái cản kijun ở cái vùng 25.2 và hai cái cản trùng nhau là vùng 24.5 à, cái xu hướng thì nó chuyển từ xu hướng sideways sang xu hướng up trend rồi tức là cái xu hướng nó 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 đang thuận rồi nó đang thuận xu hướng rồi à, nếu mà giữ dài hạn thì À, à, nó cũng khó bởi vì liên quan giữa dài hạn nó có rất nhiều cái thông tin à, trong khoảng thời gian giữa dài hạn đó, đúng không? nhiều cổ phiếu chúng ta thấy là cái đồ thị nó rất là đẹp, có khả năng là à, đồ thị à, tuần đồ thị tháng là rất là đẹp nhưng mà cái vấn đề là à, Nhỡ ở ba năm sau, ví dụ đây là đây là cái đây là cái gì đây là cái đồ thị của cung tháng thì mỗi cây này là một tháng đúng không? thì hiện tại bây giờ là gì ạ? hiện thái bây giờ là nó đang ở cái vùng khá là thấp ở trên cao này là vùng 53 nhưng mà quý chị đừng có nhìn cái trên cao này bởi vì thường đường xu hướng ấy à, cổ phiếu mà nó đã lên cái gì này, vùng 100 trăm rồi ấy. giảm một nửa đúng không thì cùng lắm nó lên lên vùng 35 mươi đúng không chứ bây giờ chúng ta ngon lên đây không có lên trên đây thì có khả năng bị dính phát hành thêm đấy quý vị nhá bởi vì cổ phiếu tăng cao quá nó sẽ phát hành thêm để giảm giá giảm giá quý vị mục đích của chúng ta là huy động tiền mục đích của đơn vị phát hành là huy động tiền chứ không phải là chứ không phải là là là, là đi chia tiền đó với chị nhá thế nên là anh nên hiểu cái đầu tư dài hạn là như thế chứ không phải là họ đi chia tiền không cổ tức toàn chia cổ phiếu là chủ yếu đó với chị trừ những doanh nghiệp nào mà có cơ cấu của tổ chức cơ cấu của nhà nước thì chủ yếu là xu hướng là chia tiền nhiều thế còn là một xu hướng của những công ty mà nó thuần tư nhân thường thường là chia cổ nhiều à cái gì nhỉ? thì phải hiểu vấn đề như vậy thế nếu muốn chia cổ nhiều thì những bên nào lợi nhuận được lợi tức là những cái bên mà nên nắm nhiều cái tỷ có quyền điều hành quyền chi phối ví dụ bây giờ em nghĩ ví dụ nắm thật nhiều vơ thật nhiều của biểu định vào có quyền có quyền quản lý cái việc điều hành phát hành thêm đúng không cái gì? có quyền gì đọc báo cáo trước khi công bố đúng không cái gì? hàng tuần hàng tháng hàng quý phải alo gửi báo cáo qua mail qua văn bản đến quý anh chị thì quý chị hàng đầu tư dài hạn nó phải hiểu bản chất của vấn đề là như vậy Đấy, cái còn dài hạn nó phải vô cùng Đấy, cam kết lấy vợ khoảng bao nhiêu năm thì để cái gì thế yêu nhau say đắm cưới ba năm không có con thì thôi thì cũng phải xem xét lại đó là ví dụ ví dụ như thế nhé quý vị nhá nó phải thực tế à, nó hơi phụ phàng đi hơi thực tế trên thị trường này là cái kênh huy động vốn cho đơn vị phát hành chứ không phải là kênh chia tiền cho nhà đầu tư à, quý vị nên hiểu như vậy đầu tư dài hạn là. nếu đầu tư dài hạn xác định bị phải... xác định là đầu tư dài hạn thì chúng ta phải xin một cái giấy gọi là gì chứng nhận là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là nhà đầu tư chiến lược xin vào đấy xong bắt đầu mua cổ phiếu ưu đãi giảm giá 30 phần tao mua không thì thôi đó à, quý vị nhá cũng khó nó từ là dạng khó phết lùa nghiên cứu đủ các loại vĩ mô rồi, đúng không mà chi phí quan hệ khá là cao nếu mới chỉ xác định đầu tư dài hạn ấy là phải cà phê cà pháo offline thường xuyên nhậu nhẹt thường xuyên thì xác định đầu tư dài hạn còn cứ bỏ đấy thì nó mua mảnh đất cho nó gọn dẹp với đỡ đau đầu mẫu nào ở đầu tư đầu tư giá trị đầu tư giá trị đọc báo cáo tài chính quý thì suy ra năm lại lại bố chém vừa đọc báo cáo quý ba suy ra cả năm rồi thì suy ra tận dự phóng đến tận hai năm sau mẹ bố lại thế thì bố lại thầy làm cho người ta bán nhà mà mẹ ố chị đồ tư dài hạn nghiên cứu báo cáo tài chính mà chị đọc báo cáo tài chính có được có hai quý suy cho cả năm thánh quá giỏi <laughs> ok đúng không chị à, thì mình cũng phải chơi gì đâu nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là mình phải thực tế là vấn đề là trên thị trường này là là chúng ta phải đầu tư đầu cơ là là nhiều <laughs> đúng không? giá giảm ví dụ nó được xác định đầu tư dài hạn đấy rồi vợ con đang cần tiền và bảo ơi đầu tư dài hạn cho con đi học phát con ra trường xin việc rồi thì bị kẹp đúng không Em thôi đừng nghĩ cái vấn đề đấy quý vị nhỉ thật sự luôn đấy em chứng kiến đấy, nhiều người là đầu tư dài hạn xong rồi bị thần kinh luôn đấy cái đùa đầu tư dài hạn xong bị thần kinh thì đến sau này kể cả có được cổ tức thì không hưởng được. DCM còn uh, nếu quý chị mà xác định đầu tư dài hạn nhá thì uh, bên em em cũng có một cái công cụ mà như thế này để quý chị tham khảo thôi, đây gì tham khảo với quý chị nhá, tức là không phải cái gì đâu, tức là em để chia sẻ miễn phí để quý chị tham khảo, đấy, đâu rồi, quý chị vào trang web bình minh toang co này, cái này là phải theo dõi từng quý đây này, cái dự phóng uh, uh, làm sao để đơn giản nhất, đơn giản nhất đúng không? thì mấy mấy bố kế toán bố thường xào nấu từng quý một đó quý một thì thôi mình để năm quý là tạm thời để năm quý đi đó thì mình dự phóng lên cái việc stock này, hoàn toàn miễn phí đó, hoàn toàn miễn phí để quý chị tham khảo thôi thì còn quyết định đầu tư là quý chị phải 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 nghiên cứu chứ đâu phải là đầu tư tiền tỷ lông nhẹ lông nhộn đúng không chị? đấy đi chợ thì kèo từng đồng lên uh, con nó xin một đồng thì cáo vợ nó xin một đồng thì cáo đúng không chị? lên thị trường chứng khoán thì cho người ngoài tiền trăm triệu không, quý vị? ví dụ cổ phiếu đích này chẳng hạn được chưa xem tài chính này, này. đó chúng ta nhìn bức tranh toàn cảnh này, đúng không quý vị? quý anh chị mà đọc báo cáo tài chính quý để suy ra năm lại bộ giờ này đây là cả bức tranh đó đọc từ quý chị đọc từ năm 2020 đến quý 1 năm 2020 đi À, xong đọc dần 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 đến đến tận quý 3 năm 2023 đi. Xong vẽ một cái đồ thị này. Thế sao mình mệt người đấy đúng không ạ? Vietstock Stock nó cho cái miễn phí đây, cô chị đi mình vẽ đi, nó vẽ sẵn rồi Đó, Bây giờ chúng ta kiểm tra cái lợi nhuận này. Em mình thì, chủ yếu là nếu mà đầu tư dài hạn thì xem cái hiệu quả sử dụng vốn của nó này. Hiệu quả sử dụng vốn của đích là khá là thấp. Đúng không chị? Mỗi này cứ cầm tiền của mình mỗi năm được bốn phần trăm, mỗi quý được bốn phần trăm này thì ăn gửi từ ngân hàng cho trong việc, đúng không chị? Hiệu quả sử dụng vốn ném tiền vào doanh nghiệp, sử hiệu quả sử dụng vốn đúng không chị? Ở đây nhá. À, rồi bố sử dụng vốn thì biên lợi nhuận của bố cao không? Được có hai mươi là một kinh doanh bất động sản ít nhất phải năm biên lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận của biên đây có 20%, mươi đúng không? nhìn chung về mặt về xét về chất lượng doanh, doanh nghiệp thì em đánh giá không đánh giá cao con này à, rồi Bây giờ cứ cho là ok đi, yêu thích nó đi. giờ chúng ta kiểm tra nhá. Dự phóng bây giờ là kỳ vọng nó lợi nhuận tăng trưởng là bao nhiêu? Ở đây là từ năm đây là quý mấy đây? Đây là dữ liệu của Vietstock nhé, Công bố rồi nhá. 1605. 1605. Đây là làm một lần quý vị tham khảo thôi. Ông quý chị ứng dụng trong các doanh nghiệp khác để tránh chúng ta bị phu mô chị. nhìn đường giá đẹp đấy nhưng mà vỡ alo quý cây thông hỏi âm 87 em chứng kiến nhiều quý anh chị bị thần kinh bởi vì đầu tư dài hạn đua đúng không? 20 mất nhà nó còn uh, mất nhà nó còn uh, mất nhà nó còn nó còn đỡ bị thần kinh mới nhục âm 99 âm 120 Đào cáo với đồng chí là nếu đầu tư mã đích và đầu tư dài hạn thì rủi ro đâu đấy khoảng độ 670 phần trăm đó nó vô lý cái kiểu số liệu nó lùm ngùm. đó thì bây giờ là mức rủi ro dự kiến thì tương nào ít nhất mức rủi ro dự kiến đâu đấy khoảng dưới 50 thì còn xem xét vào chứ bây giờ nó lại 600 gấp gấp bao nhiêu lần Bây giờ mình cứ tính là nó khoảng độ 50 đi thì cái này nó bằng là đó để chúng ta tránh bị phu mô nhìn đồ thị đẹp đầu tư dài hạn toàn đầu tư dài hạn là phải chén chú chén anh đó thì đây là cái cổ phiếu của bây giờ thì hiện tại bây giờ là chúng ta cho nên nhìn cái khung tháng này, nhìn đầu tư dài hạn lên tận vùng năm thôi thì thôi không dám 5-3 rồi nó chỉ tận vùng 36 cái là phát hành thêm rồi rồi cổ phiếu DPG này DCM đúng không ai nhầm cái gì đây DCM thì uh... DCM đang gần cái cản này không? Mở cái đồ thị này gần đỡ lòng hoàng quý Chứ nhiều đồ thị quá nhìn lúc đó hoa mát đổ yêu đồ thị đổ, DCM DCM thì hiện tại là xu hướng của nó là gì ạ? À, xu hướng Dow chen Vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đao chen Tích tụ yếu Và dưới cản này thì khả năng là gì ạ? Nó vẫn lình trình ở khu vực này thôi Đấy, à, đó khoảng 5 phiên tới nếu mà vượt lên trên vùng 32 này thì xác nhận được xu hướng mới. Và kỳ vọng lên trên vùng 34, 34 là 9% nữa. 9% nữa. Tại sao thường thường em để ý là quý chị nhiều người hỏi tại sao hay 9% thế? Bởi vì chúng ta vẫn được từ nhịp đáy này này. Khi một cổ phiếu nó lên từ cái nhịp đáy mà lên trên vùng vùng mà có khả năng điều chỉnh thường thường tầm 20 đến 35 20 đến từ 25 đến 30% Thế nên là hiện tại nó lên một nửa quãng đường rồi. Thế nên là thường thường rất nhiều cổ phiếu có kháng cự 9%. Đó là em em tính cái sự gọi là cái cái chu kỳ tăng giá của một cổ phiếu từ 20 đến 2 nó tùy nhá, tùy sàn. Nhưng mà thường thường nó từ 20 đến 30%. À, thì thường thường cái nhịp này là chúng ta thấy chỉ còn dư địa cho những cổ phiếu nó chỉ còn đâu khoảng 9% nữa thôi. À, nó đi từ vùng đáy mà. Chắc nhận từ đỉnh xuống đáy từ đáy lên đỉnh nó khoảng đâu khoảng 20 đến 30%. Thế những cái cổ phiếu nào mà quý chị mà đâu đấy nó tăng khoảng 30% thì lưu ý nói chị nha, à, xem có tổ lái nào nhảy vào thì nó còn thêm một cái nó phải xây nền, đâu đấy khoảng độ tích lũy khoảng xây nền tích lũy khoảng một tháng nữa thì nó tăng khoảng hai ba nữa, nhưng mà thường thường một cái nhịp sóng của nó nhiều ông gọi là chu kỳ cho nó mỹ miều thì gọi là gì ạ? Hai 3 À. à. <laughs> cổ phiếu này đầu tư dài hạn được không thì em có điểm của em mình là xét à, về đầu tư dài hạn thì chúng ta phải chọn những cổ phiếu nào mà có thì có cái à, cổ đông của nó là nhà nước ấy. À, cổ đông của nó là về nhà nước à, nhà nước nó, nó phải nắm tương đối nhiều thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu dcm này ấy, dcm này thì đây chúng ta xem là đọc đơn giản ha. DCM đúng không? Giờ chúng ta xem cổ đông à DCM này, DCM. Đầu tư dài hạn nghiên cứu nhiều lắm quý vị. Chúng ta đầu tư hàng năm ít nhất đầu tư dài hạn quý vị phải sắp sách khoảng một tháng thì hạng đầu tư dài hạn. Thậm chí là đi thực địa tập đoàn dầu khí Việt Nam chiếm 75% đó. Thì cổ phiếu này có thể là xem xét vào danh mục đầu tư dài hạn chất lượng doanh nghiệp thì chúng ta cũng có thể lấy là à, thế nào bằng tiền đó đây này, DCM thì có thể xem xét đầu tư dài hạn nhưng vấn đề là cái vấn đề là cái gì cái giá hiện tại có hấp dẫn hay không thì đó chúng ta cần phải xem xét đó thì chúng ta thử đảo qua một vài đây là cổ phiếu đích là 65 phần trăm này được của DCM nha đầu tư dài hạn thì nghiên cứu hàng tháng chứ ngồi đây chém một vài lần người ta cười đó quý vị thấy không So với cổ phiếu đích thì của DCM, cái hiệu quả sử dụng vốn là quá là kinh khủng gì đó chị ạ đây là một cổ phiếu mà lựa chọn là đầu tư dài hạn đó. cấu trúc nợ tài sản giảm đó. nguồn vốn thì đầu tư ở đây là giữ nguyên này lợi nhuận chưa phân phối tăng này đó đây là cái cổ phiếu mà chúng ta xem xét đầu tư dài hạn đó. cơ bản là cái dịp này trong quý này là cái biên lợi nhuận của nó là cũng hơi thấp Đấy thì không biết là cái vùng giá này có hấp dẫn hay không thì chốc nữa chúng ta xem đồ thị định giá này định giá là đang giảm xuống này định giá PE giảm xuống là khi mà cái thu nhập nó, nó thì nó, nó giảm theo cái biên lợi nhuận đó không quý vị bây giờ chúng ta xem tăng trưởng lợi nhuận nhá so sánh này để cho quý vị so sánh cái con mã đích này ở đây là khoảng 90 phần à, trăm âm 90 phần trăm đi âm 90 phần trăm được chưa à, cái gì này đâu rồi âm 72 phần trăm để so sánh hai cổ phiếu này thôi quý vị nhé đầu tư dài hạn thì lằng nhằng lắm âm 85 phần trăm ở quý vị đừng hỏi là lấy đâu được cái cái này nhá bởi vì thực sự đã giải thích thì nó lằng nhằng nó đang muốn đơn giản đang muốn vĩ nữa ra 85 âm 9 93 Đó. Hiện tại bây giờ là nó cũng hơi bị hơi bị cao cao. cái vùng giá mà đầu tư dài hạn nó hơi bị cao cao đang là 49% rủi ro. À, như vậy chúng ta xem đồ thị nhá. Chúng ta xem qua đồ thị. DCM đó cái vùng giá nó hơi cao vùng giá đầu tư dài hạn nó ở bên dưới này nó tới vùng 24 DCM nếu có giá 24 đầu tư dài hạn nhiệt tình ô quý vị nhá đó thì đây là cái, cái quan điểm của em mình nếu có chị đầu tư dài hạn thì đầu tư DCM được đó nhưng mà định giá hiện tại thì mình phải nói là chưa hấp dẫn chất lượng doanh nghiệp đối với ngành uh, ngành hóa chất này thì nó chỉ chỉ được xếp cái dạng dạng, dạng khá đâu. đó muốn uh, muốn mà bởi vì nó liên quan cái ngành liên quan cái ngành chất lượng doanh nghiệp tốt ấy, thường thường là những ngành nên đi vào nói à... chung là đi ngào vào một ngành là thiết yếu nền kinh tế đúng không thiết yếu nền kinh tế và được uh, bảo hộ nhiều à, có nhiều cái lợi nhuận uh, từ các uh, từ ngân sách tiền gốc đúng không ấy? À, ví dụ mấy ông đầu được công hoặc là cái gì đó quý vị tiền nó mới nhiều à, mấy ông phân bón này để... kiếm tiền từ bà con nông dân Đúng không? ví dụ như bây giờ quý chị chọn cái ngành nào liên quan bất động sản nó rủi ro tiền rất nhiều, liên quan đến mấy bà con nông dân thì nói chung là nó chưa được theo mùa vụ, thế nên nó nó nói chung là nó cũng được nhưng mà nó cũng rủi ro nó thuộc dạng uh, hiện tại bây giờ là rủi ro nó thuộc dạng trung bình. À, à. Hai cổ phiếu đấy thì chọn cổ phiếu là như thế, ăn cổ tức đều đặn. Ờ, cảm ơn anh lương nha Lương Trung Đức nhá cho em hỏi PBD giá 25 cách xử lý à, PPD. PPD. A à, P, P, giá 25 cách hai mươi năm là vùng nào 24.5 hai mươi 25 ờ, năm nó, nó, nó đang nó đang hai mươi quanh ở năm vực đang thì vẫn năm thường nó năm năm 25.9 là ở chỗ đoạn này à, cho cây này đây cái này đi vẫn bình thường chưa thấy chưa thấy em em chưa thấy nguy hiểm gì như cổ phiếu ngành dầu nên nên nên, xem xét là chúng ta đánh biên nhau biên dưới này Biên dưới đánh theo kiểu lưới đánh bên dưới và bên, bên trên bởi nó đánh T cộng rất là rất là nhiều bpd PPT thì cái đồ thị lắm đồ thị các bạn này cho quý chị theo dõi cho nó dễ PPT BB, này à, xu hướng xu hướng đang và trạng thái chẳng tích lũy chặt và à, và chúng ta thấy là có khả năng là nó sẽ đi xuyên qua cái mây này. Đó, nhìn trực quan quý chị nhìn thấy nhá à, được rồi ok thế vẫn tiếp tục nắm giữ rồi thế nào? vùng 28 à 28 cà phê nhá rồi, quý vị lên vùng 28 cà phê nhá đó, cảm ơn vị. tiếp tục nắm giữ thôi Ở ngành dầu thì nó đánh hơi bị hơi bị phiêu đó quý chị nhá chú ý mình có thể chia kể cái fibo này lên này chúng ta từng cái mốc lệnh này. ví dụ nhá điều chỉnh xuống vùng 24.5 mua lại này bán vào vùng 25.8 này đó vượt 25.8 thì chúng ta loanh quanh ở khu vực này mới phiên là chúng ta lại mua lại vùng 26 này bán vùng 26.927 này, đúng không? lại giật lại trở xuống là vùng 26 này, nó lại giật lên là vùng 28 này. Bọn này nó đánh kiểu giật, giật giật giống cây nến nó giật đi giật lại, giật đi giật lại, giật đi giật lại này. Cái này nó bị nó bị đây là đây là cổ phiếu trading chứ không phải cổ phiếu để 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 mà nắm giữ. Đây là cổ phiếu trading, nếu quý chị mà trading ấy, cổ phiếu này T cộng ở đứng trận. Đây là một cổ phiếu trading nha, chứ không phải cổ phiếu để nắm giữ. Nên quý chị chú ý bây giờ quý ừ. chị mà nắm giữ từ vùng này ren lên đây không chốt xuống đây cái lại về mo nó lại lòng hoảng nó lòng hoảng